tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm trắng da trị nám cao cấp đến từ Nhật Bản, Richita Bihaku, an toàn, hiệu quả và chất lượng. Với viên thuốc trắng da trị nám Beautiful Skin Supplement cùng với bộ mỹ phẩm trắng da trị nám cao cấp được điều chế hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Viên thuốc trắng da trị nám Richita được điều chế với các thành phần chính: hợp chất L-citrulline kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, orange fruit extract, pineapple fruit extract cùng với nhóm vitamin B. Mỹ phẩm trắng da trị nám Richita được điều chế từ các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất organ extract, Thai extract, chiết xuất trái cây Murasaki, chiết xuất kiwi, hợp chất arbutin và yeast extract kết hợp cùng với hai loại hợp chất vitamin C, giúp dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da, nuôi dưỡng tế bào gốc trong da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám và tàn nhang trên da, duy trì sức khỏe của da, dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku được nhà sản xuất Nhật Bản chuyên dòng sản phẩm trắng da trị nám tại Hirakata City, Osaka Prefecture, điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Richita Bihaku có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, tiểu bang Georgia. Nhà máy sản xuất của chúng tôi được thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shi, Kyotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Chuku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm của nhà máy chúng tôi được bày bán khắp nơi trên toàn nước Nhật, bao gồm các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản đã có mặt tại Hoa Kỳ, được đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA, Food and Drug Administration. Hoàn toàn đều là dược thảo thiên nhiên. Tuy nhiên mình vẫn phải tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ để mình có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chúng tôi cần nhiều đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam cùng đồng hành với thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku sản xuất tại Nhật Bản. Xin liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Và để biết thêm chi tiết trở thành đại lý Richita Bihaku, xin liên lạc CEO Thùy Trang tại 714-914-4242 hoặc 770-298-6692. Và hôm nay thì quay trở lại với chương trình âm nhạc và làm đẹp được tổ chức thứ năm hàng tuần vào lúc 6:30 cho đến 7:30 giờ Cali trên trang nhà Facebook của Đồng Thanh Tâm cũng như là trang Facebook của Richita Bihaku, và chương trình sẽ phát là trên sóng của rất là nhiều đài truyền hình tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì một nhân vật luôn đồng hành cùng với Đồng Thanh Tâm đó là tiếng đàn không thể thiếu của đệ nhất keyboard Nghĩa Sữa. Xin mời anh cho khúc nhạc. Yeah. Tìm anh trái tim, trái tim. Rồi, một khúc nhạc vui nhộn của anh Nghĩa Sữa đã làm không khí nó nóng nóng lên. Và giờ đây thì Đồng Tâm sẽ giới thiệu quý vị một khách mời đặc biệt mà Đồng Tâm đã mời anh rất là nhiều lần, nhưng mà anh rất là bận công việc và bận show, cho nên là ngày hôm nay anh đã dành thời gian đến với chương trình. Và chúng ta chào đón một nam nghệ sĩ rất là, Đồng Thanh Tâm nói nó là rất là thần tượng anh. Bởi vì giọng ca của anh rất là khỏe, rất là mạnh và anh ca được rất là nhiều cái thể loại, quý vị. Đồng Thanh Tâm xin trân trọng giới thiệu quý vị nghệ sĩ Tuấn Châu. Yeah, đó. Kính chào Đồng Thanh Tâm, chào Nghĩa Sữa. Chào với khán giả của đài truyền hình Vui Nhộn Và Làm Đẹp hả? Chương trình âm nhạc và làm đẹp. Đó, rất vui rồi. Hôm nay chào đón tiếng hát của anh, và một lát nữa thì anh sẽ hát cho quý vị nghe những cái bài rất là vui nhộn, cũng như là những cái bài mà quý vị yêu cầu, những cái câu cổ hay những điệu lý, điệu hò gì trong nghệ thuật về tân cổ cải lương đó. Thì anh Châu rất là đa tài quý vị ơi, hát nhạc cũng rất là hay, sung sôi động, rất là hay luôn, cho nên quý vị có yêu cầu gì comment phía dưới nha. Đó, còn chương trình của chúng ta thì lúc nào Đồng Tâm cũng sẽ có hai phần, một phần là âm nhạc và một phần là ca hát cho quý vị, một phần là sẽ giới thiệu quý vị một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku đến từ Nhật Bản.
Và bây giờ thì thủ tục đầu tiên là Đồng Thanh Tâm sẽ chào những khán giả đã vào trong trang nhà Facebook của Digital cũng như Đồng Thanh Tâm. Và cũng kính mời quý vị giúp Đồng Thanh Tâm một việc nho nhỏ, đó là hãy share cái chương trình này lên trên cái trang cá nhân của mình để giúp cho những người bạn bè trong cái trang Facebook của mình biết được đến chương trình cũng như là biết được đến Digital BRQ là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da và trị nám. Nếu bạn bè quý vị trong chương trình mà xem được mà họ đang bị nám đó, họ rất là cảm ơn quý vị vì họ xem được cái chương trình này trong cái trang của quý vị mà biết được đến cái sản phẩm này để làm đẹp cho họ, để giúp họ giải quyết vấn đề về da, thì họ sẽ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho nên quý vị hãy giúp Đồng Thanh Tâm cũng như giúp tất cả mọi người chúng ta gần gũi nhau và cùng nhau chia sẻ bí quyết làm đẹp cũng như những cái âm nhạc có trong cái chương trình âm nhạc và làm đẹp cùng với Đồng Thanh Tâm quý vị nhé. Đồng Thanh Tâm chào Tuyết Mai, chào Bích Phương, chào chị Nicky Vân và chào em Kevin Nguyên Khanh cũng đang xem chương trình luôn. Đó rồi thì chào xong hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ nóng nóng với anh Tuấn Châu đi. Mời anh Tuấn Châu chọn một bài trước khi khán giả yêu cầu đi. Anh Tuấn Châu cho một cái bài gì đi, anh Châu tự chọn đi. Cảm ơn Đồng Thanh Tâm rất là nhiều. Yeah. Bây giờ mới vào chương trình thì đầu tiên thì Tuấn Châu cũng muốn gửi cho quý vị khán giả một bài cũng rất là để nhớ lại quê hương của mình, đó là một lần miên viễn xót xa. Thưa mẹ, con là người Việt Nam, luôn lưu từng dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kiếp lầm tháng. Quê hương tôi vùng vẫy ngàn tàn, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, nhưng vết tích tan thương. Mẫu thân mùa hè đó lửa Đại Lộ kinh hoàng, còn nhớ mãi trong lòng con bất diệt. Rồi những ngày, một ngày nào con sẽ xa, xa kinh kỳ hoa lệ lũ hoang mà. Chạm tiền mấy nhịp con vẫn nhớ, thiên mù bao từng con chẳng quên. Sài Gòn đó từng con phố nhỏ, mỗi chặng đường hàng tháng dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng, trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con dám quên. Giờ đây mỗi đứa con lạc lối mỗi nẻo, đứa Ba Rì, đứa Cali, đứa Đèo Heo gió hút, gặp nhau từng dòng lệ xót xa, buông những câu chào đôi ba xin ngứ. Bóng gió ô phố, hello goodbye, con ôm đầu chua xót đắng cay. Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi. Sài Gòn đó từng con phố nhỏ, mỗi dặm đường hàng vàng dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng, trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con dám quên. Giờ đây mỗi đứa con lạc lối mỗi nẻo, đứa Ba Rì, đứa Cali, đứa Đèo Heo gió hút, gặp nhau từng dòng lệ xót xa, buông những câu chào đôi ba xin ngứ. Bóng gió ô phố, hello goodbye, con ôm đầu chua xót đắng cay. Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, mẹ ơi.
Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bài hát Rùa của Tấn Châu, nó cho ta một cái cảm xúc rất là dâng trào, không anh Châu hả? Rồi, mở đầu thì nó cũng hơi chầm chầm chút xíu, nhưng một lát sau thì nó sẽ vui nhộn lên. Vui nhộn cho lên. Mình kỷ niệm xong rồi mình sẽ hướng tới một cái tương lai, một cái niềm vui hơn, thấy quý vị ha. Rồi, thì một bài hát nó cũng rất là khơi gợi cảm xúc. Và giờ đây thì cho anh Tuấn Châu sẽ ngồi lắng đọng chút xíu. Anh sẽ chuẩn bị những cái bài hát hay hơn và sẽ sôi động hơn, gần gũi hơn để hát tặng cho tất cả quý vị khán giả. Lâu lâu lên đây thì mình sẽ được nghe anh Châu hát thật là nhiều quý vị nha. Còn quý vị muốn yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát những cái bài gì thì quý vị cũng có thể comment phía dưới luôn nha quý vị nha. Rồi cũng có thể yêu cầu mấy mùa rồi, 5-6 mùa rồi yêu cầu anh Nghĩa Sữa, mà anh Nghĩa Sữa vẫn chưa lên đây ngồi hát, cho nên là thôi đợi một cái dịp khác nha quý vị nha. Một lát sau hát thì ít chứ hài thì nhiều lắm. Không, tao nói là làm khán giả cũng rất là mong một ngày nào đó anh Sữa sẽ hát một bài để tặng cho mọi người, vừa đàn vừa hát, có người yêu cầu như vậy rồi đó. Đó rồi, Đồng Thanh Tâm chào Tài Ngọc nè, chào Tí Nị, chào Kenly, Hạnh Trần, Trần Ngọc Hồ. Chào Hoa, cô Hoa Siêu Thái ở New York cũng đang vào xem chương trình cùng với Đồng Thanh Tâm. Một lát sau Đồng Thanh Tâm sẽ giải cái câu đố tuần trước cho quý vị nha. Rồi ai sẽ trả lời đúng thì Đồng Thanh Tâm sẽ có một món quà nho nhỏ của thương hiệu mỹ phẩm trắng da Richita. Đó là một món quà, đó là một chai sữa rửa mặt Richita Vihaku nha. Sẽ gửi tặng cho những ai đoán đúng hai tấm hình mà câu đố tuần trước Đồng Thanh Tâm đã đố. Còn trong chương trình âm nhạc và làm đẹp thì lúc nào cũng có hai phần. Một phần là Đồng Thanh Tâm sẽ chia sẻ với quý vị cái bí quyết để cho làm đẹp da, và một phần là nghệ sĩ ca sĩ khách mời cùng Đồng Thanh Tâm sẽ hát tặng quý vị những ca khúc, những bài mà quý vị yêu thích, quý vị yêu cầu trong chương trình. Trong chương trình mới được nha quý vị, yêu cầu nha. Đó, thì một lát sau anh Châu sẽ hát những bài hay lắm, nãy mới vừa nghe mấy câu là thích rồi đó. Công nhận anh Châu hát những cái bài mà nó ý nghĩa, mà hơi anh Châu càng ngày nó càng khỏe ra. Những lúc mà Đồng Thanh Tâm nhớ lên trên show Cổ Nhạc Phương Nam cùng với anh đó, thì nghe anh hát ca cổ mà chưa nghe anh ca nhạc. Hôm nay mới nghe anh ca nhạc. Đó. Cho nên là thấy giọng anh vẫn mạnh vậy. Anh có bí quyết gì mà giữ cái làn hơi mạnh vậy? Anh có thể chia sẻ không anh Châu? Bí quyết thì hình như là đi với Nghĩa Sữa riết có hơi mạnh hơn. Ủa sao ngộ với anh Sữa, sao đi với anh Sữa hơi mạnh hơn là sao? Làm như nó truyền qua sao á? Không, thật sự á, khi mà đi với cái chương trình ca nhạc, bất cứ một cái chương trình nào cũng vậy nữa. Mà khi vô cái chương trình mà anh thấy anh Nghĩa mà anh ngồi dưới á, tự nhiên tất mình cả không phải riêng anh mà tất cả rồi. Ca sĩ đều sung lên lúc nào cũng vậy. Nghĩa là một cái linh hồn của một âm nhạc rất là sung sướng lắm. Thật sự mà nói không riêng vì anh Tuấn Châu hôm nay nói điều đó, mà chị Trang Thanh Lan, tất cả chị Trang Thanh Lan cũng vậy nói nè, chị nghệ sĩ Trúc My cũng nói, tất cả những người khách ca sĩ khách mời của Đồng Thanh Tâm mời lên đây thấy anh Nghĩa Sữa ngồi đây là mọi người thấy là khỏe re, khỏe rồi, hát là không có lo cũng như thí dụ đó. bên cổ nhạc cũng vậy, khi mà đi bước vô thì vừa dòm xuống chứ thấy Hoàng Phúc cái tự nhiên mình tự tin liền, mình sướng, mình ca mình biết sướng, biết sướng liền. Tức là hai cái linh hồn đó mà có là thấy nhạc bên cổ, bên nhạc là thấy khỏe. Vậy là bên cổ nhạc là linh hồn của cổ nhạc là của anh Hoàng Phúc, còn tân nhạc là của anh Nghĩa Sữa rồi đó, anh Sữa. Vậy cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam mình chừng nào mình mới trở lại anh Châu? Là cái chương trình, những cái chương trình show, những cái live show như là Cổ Nhạc Phương Nam, Công Thành Show, Giáng Ngọc, những cái show live show là trở lại với sân khấu rất là đẹp. Đó, quý vị chờ đợi tháng 5 thì những cái chương trình hay ở tại Cali này sẽ trở lại, và quý vị sẽ thấy Đồng Thanh Tâm sẽ tiếp tục được lên trên cái show Cổ Nhạc Phương Nam để tiếp tục học hỏi các đàn anh, đàn cô, đàn chú đi trước, muốn giữ gìn cái bộ môn nghệ thuật cải lương ở chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Đồng Thanh Tâm đã lên cho nó rất là nhiều lần, quý vị đã rất là yêu thích những cái bài hát mà Đồng Thanh Tâm tập tành, được anh Châu cũng như má Ngọc Đáng cũng như cô Phượng Liên rồi anh Philip Nam, chị Cẩm Thu chỉ cho những cái câu ca cổ, Đồng Thanh Tâm cũng ráng lên trên đó và hát. Thì hy vọng là sắp tới quý vị sẽ xem những chương trình đó, Đồng Thanh Tâm sẽ like lại cho quý vị xem nha. Còn bây giờ thì Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị nắm được cái mỹ phẩm này, cũng như là trong những cái chương trình như thế này Đồng Thanh Tâm sẽ chia cho quý vị hai phần, là phần âm nhạc và làm đẹp. Thì âm nhạc quý vị sẽ được nghe tiếp tục khi mà quý vị có yêu cầu, còn bây giờ Đồng Thanh Tâm sẽ chia sẻ cho quý vị cái bí quyết để làm đẹp da nha. Đặc biệt là những chị em phụ nữ nào mà bị nám da đó thì hãy dùng Richita. Bị nám da thì hãy dùng Richita, sẽ giúp quý vị cải thiện cái vết thâm, vết nám, tàn nhang rất là nhiều. Cái thương hiệu này sẽ phù hợp cả nam và nữ luôn nha quý vị. Cho nên là quý vị nếu mà có nhu cầu cải thiện cái làn da của mình thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 714 595 3228, 714 914 4242.
0914 595 3228 nha quý vị. Còn nếu quý vị nào muốn đến trực tiếp tại showroom của Richita tại Nam Cali thì hãy ghi vào địa chỉ ngay 9361 Bosa Avenue, Suite 203, Westminster, California 92683, gần Phước Lộc Thọ và trong khu nhà hàng Song Long nha quý vị. Trong khu của nhà hàng Song Long, đến đây gọi cho Đồng Thanh Tâm thì sẽ được thử sample trực tiếp lên da của mình và tham quan mua sắm tại showroom của Richita tại Nam Cali nha quý vị. Còn hàng tuần thì trên các sóng truyền hình đó, Đồng Tâm có chương trình Richita Live Shopping đó, quý vị đón xem được trong chương trình đó. Order sản phẩm thì quý vị sẽ được nhận những phần giá trị. Đồng Tâm sẽ xin phép đọc qua luôn những cái promotion chỉ có trong giờ live của Đồng Thanh Tâm để quý vị nắm được, để theo dõi và đăng ký cũng như là order sản phẩm nha. Thì với cái viên uống trắng da trị nám chống lão hóa đến từ Nhật Bản mà thời gian qua quý vị cho là thần dược đẹp da đó, thì Đồng Tâm giới thiệu quý vị là đang có chương trình quà tặng đặc biệt để tri ân khách hàng. Thì quý vị sẽ mua 3 lọ, quý vị sẽ được tặng 1 lọ. Mua 3 lọ được tặng 1 lọ nha. Rồi quý vị mua chọn một set với công thức bên trong uống bên ngoài tho, quý vị cũng sẽ được tặng thêm một lọ viên uống trắng da trị nám $120 nữa. Mua 2 set thì quý vị sẽ được tặng một lọ kem trị giá là $179 và $225 nằm trong set quý vị mua. Những chương trình đó chỉ có trong giờ live Richita, quý vị nhớ đón xem nha. Richita Live Shopping cùng với Đồng Thanh Tâm. Đó, quý vị đón xem trong chương trình đó và order sản phẩm trong chương trình đó thì sẽ được tặng quà nha quý vị. Còn trong chương trình này thì quý vị sẽ được thưởng thức âm nhạc và được chia sẻ. Quý vị có thắc mắc câu hỏi gì có thể comment phía dưới, Đồng Thanh Tâm sẽ giải đáp cho quý vị. Cũng như là yêu cầu gì thì yêu cầu ca hát hay là nhảy múa gì đó thì cũng được luôn nha quý vị. Yêu cầu phía dưới Đồng Thanh Tâm đáp ứng hết à. Trong chương trình này chúng ta vui với nhau à, một tuần chúng ta gặp nhau có một lần ha. Cho nên là quý vị muốn vui như thế nào chúng tôi sẽ đáp ứng quý vị trong khả năng nha quý vị. Đó, rồi có khán giả là khen anh Châu nè à, anh Châu hát giọng rất hay, giọng rất mạnh, nghe tình cảm. Còn anh Nghĩa thì em yêu tiếng đàn của anh lắm. Gói gọn trong một chữ thôi. Tuyệt. Đó, đó. Đó là Hoài Vũ đã nhắn cái tin đó. Rất là nhiều người chào Tâm và chào anh Châu, chào anh Sữa, chào rất chương trình, chào rất là nhiều nè. Đó, Đồng Tâm gửi lời chào đến mọi người nha. Rồi, giờ đây thì thôi mình hát một bài vui vui đi anh Châu. Ha, chứ mình so đi cái ấy đi. Cái kia thì nó qua rồi. Qua rồi. Qua xong cái là nhanh vậy đó hả? Bây giờ nếu mà hát thì thí dụ như là Đồng Thanh Tâm thích gì anh chiều cái đó. Thích gì vô? Nhạc nè, buồn, vui, tổ nhạc, bây giờ, bài bản. Rồi, bây giờ Đồng Thanh Tâm sẽ yêu cầu anh Châu hát một cái bài, một cái giai điệu nào đó trong cải lương ha, mà chỉ có không có hát thành chữ. Mà hát giống như là thời gian qua tiếng Việt chúng ta có chút xíu thay đổi mà vui vui đó. Ồ, đó, anh Châu biết cái này không? Nếu mà Tâm nói thì anh có cái bài vui đó. Á mà đối với những cái bàn nhậu mà vô mà ngồi nhậu với nhau á là sẽ thuộc liền. Đó là gió đưa trăng, trăng đưa gió. Đúng rồi. Gió đưa trăng, trăng đưa gió. Gió đưa trăng, trăng đưa gió. Tôi Châu hát có mấy chữ à, tôi Châu hát thì bên Cổ Nhạc Phương Nam thì bên đài FPTN khán giả cũng thuộc nhiều lắm. Mà hôm nay thì trên cái chương trình này mọi người chắc chưa thuộc cho nên là Châu hát nhiều lần cho thuộc sẽ thuộc. Anh hát qua cái thuộc liền à. Rồi giờ mời với quý vị điều Khóc Hoàng Thiên. Khóc Hoàng Thiên nha, gió đưa trăng nha. Gió đưa trăng là trăng đưa gió, gió đưa trăng, trăng đưa gió. Trăng lặng rồi gió biết đưa ai, gió đưa trăng vì trăng lặng rồi. Trăng lặng rồi gió biết đưa ai, trăng lặng rồi gió biết đưa ai. Gió biết đưa ai khi trăng đã lặng, rồi gió biết đưa ai, gió biết đưa ai vì trăng đã lặng rồi. Trăng lặng rồi gió biết đưa ai, gió biết đưa ai khi trăng đã lặng rồi. Trăng lặng rồi gió biết đưa ai. Chứ cứ như thế mà mấy ông nhậu đó mà khi tuấn giao ca cái này đó cứ gió biết đưa ai, trăng lặng rồi gió biết đưa ai, cứ thế mà làm. Em nghĩ là nếu mà cái bài này mà ngồi trong bàn nhậu chắc là hát mà rượu mà hết luôn rồi mà bài hát chưa hết anh, đúng không? Rượu hết này là son phải không Nghĩa? Dạ. Phải son.
chưa, bây giờ dông cổ chuẩn bị câu 1 nè. Ca cái này á là khán giả cũng thuộc bài luôn. Dạ vậy ha anh. Rồi chơi luôn đi anh. Chơi vô cổ nghe nghĩa. Vô cái này trong này luôn. Bây giờ là méo vuông tròn. Rồi. Méo vuông tròn. Méo vuông tròn phải không? Nghe có ba chữ à, tròn vuông méo à. Rồi cái này chưa là... nghĩa chuẩn bị là mừng. Có nghĩa kế bên dễ lắm. Hãy ca gì nghĩa đánh đó à. Méo méo vuông vuông tròn vuông vuông. Tròn méo vuông 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 méo vuông tròn. Vuông méo tròn vuông vuông méo vuông tròn. Vuông méo tròn tròn vuông vuông méo méo vuông tròn. Tròn méo tròn vuông vuông méo tròn. Tròn méo tròn vuông tròn vuông vuông tròn vuông vuông méo méo vuông tròn tròn méo tròn vuông vuông méo tròn vuông mà tròn vuông vuông méo đó, giọng cổ giọng cổ cũng ba vuông méo tròn tròn vuông vuông méo có thế thôi, khán giả cũng dễ học ha. Rất là dễ học luôn. Nếu mà hồi xưa đó nói là bên cổ nhạc khó quá, bây giờ Tuấn Châu đưa ra cái bài này là khán giả dễ dễ học thuộc lắm. Dạ đó đúng rồi, có ba bài vuông méo với tròn thôi. Nhưng mà thật sự em thấy không, khi mà nói á, mấy ông đờn á, ông còn nhấn dây còn nghĩa đấy, gãi thôi. Vuông méo tròn mà giống như nhạc rap vậy đó. Dạ. Cảm ơn Nghĩa đang sửa rất là nhiều. À, anh nghệ sĩ Tuấn Châu đã cho quý vị nào yêu cổ nhạc rất là dễ học luôn, học. Cứ vuông với méo tròn là hát ra thôi. Trăng trăng gió đưa trăng, trăng gió đưa gió, trăng, dễ trăng quá. Gió là trăng lặn rồi, gió biết được ai vì hát tới sáng tới luôn. Sáng luôn. Hết rượu hết mồi mà cái bài vẫn còn. Đó. Rất là hay, cũng rất là hay anh. Dễ học ha. Rồi một anh chuẩn bị tiếp tục nha, một lát sau sẽ rất là nhiều người nói là anh Châu hát cái gì cũng hay, cổ nhạc, động cổ, ca nhạc, thể loại nào trên cả tuyệt vời hết. Cho nên là một lát mọi người muốn nghe thêm nữa những cái lạ lạ từ anh nghe Châu lạ, nghe. Dạ. Rồi giờ cho anh Châu ngồi nghỉ mệt chút xíu, Đồng Tâm tiếp tục chào cô Điều Đức nè. Chào Diệp Ngô cũng đang xem và phát cùng với chương trình Đồng Thanh Tâm luôn, cảm ơn rất là nhiều. Chào Hạnh Trần nè, chào chú Duy Cường cũng đang xem chương trình nha. À, chúc tất cả mọi người ở Việt Nam thì một ngày mới vui vẻ nha. Còn ở Hoa Kỳ thì quý vị xem chương trình cùng với Đồng Thanh Tâm, sau đó mình vui, mình cười, rồi mình đi ngủ nha. Xem hết chương trình rồi hả ngủ nha quý vị. Đừng ngủ sớm nha. Tại vì có những tiểu bang anh Châu là giờ này cũng khuya rồi. Dạ mình ở đây thì 7 giờ mấy. Chứ Tâm nhớ là ví dụ như ở New York hay là Atlanta này, ở trụ sở chính của Richita này là 10 giờ mấy thôi. Rồi bây giờ thì Đồng Thanh Tâm sẽ bật mí trả lời cho quý vị bạn bè đồng hữu, bạn bè thân hữu của Đồng Thanh Tâm trên trang Facebook. Có một câu đố vui tuần trước là Đồng Thanh Tâm có đăng hai tấm hình mà thời ngày xưa á anh Châu. Thời bắt đầu Đồng Thanh Tâm mới vừa thi vào trong trường âm nhạc đó là được biểu diễn một cái chương trình tại gặp ở Sài Gòn, ở tại nhà hát Bến Thành ở quận Nhất ở Sài Gòn đó. Thì Đồng Tâm có đăng một tấm hình vui là đố mọi người là hai tấm hình đó là nó được chụp năm nào nó cũng vui vui. Thì Đồng Tâm xin mời quý vị xem cái clip, một cái clip mà Đồng Tâm biểu diễn trong cái đêm đó nha. Thì xem xong đi Đồng Tâm sẽ nói cái năm nha. Lúc đó Đồng Tâm hát nhạc trẻ nha quý vị sẽ thấy. Không phải bolero Phật giáo áo dài như bây giờ đâu, hồi đó nhìn thấy không? Nó giống như phong cách của Hàn Quốc vậy đó. Dạ đó, lúc đó đeo kiến ngầu lắm đó quý vị. Quý vị thấy chưa? Đó. Đó nhìn thấy dòng. Là cực kỳ lạ luôn anh Châu. Anh Châu đâu có thấy quá được cái hình ảnh này của Đồng Thanh Tâm đúng không? Không thấy đó. Nha. Cũng lâu lắm rồi, Đồng Thanh Tâm sẽ bật mí sau khi vị xem clip xong, Đồng Thanh Tâm sẽ bật mí cho quý vị. Đêm đó rất là nhiều khán giả của Sài Gòn đã về trong cái đêm Sài Gòn Giáng sinh, đêm Giáng sinh. Bên cái chương trình này bên đây hay là bên Việt Nam? Ở bên cái này ở Việt Nam anh. Việt Nam. Ở Việt Nam. Đêm Sài Gòn bên Việt Nam. Tại nhà hát Bến Thành ở Sài Gòn quận Nhất. Chà lăn lộn dữ nha, quằn quại dữ nha. Cũng quằn quại dữ. Thế từ mấy lần lên chương trình của anh này nào là ca cổ nè, ca những cái bài êm dịu không? Dạ đó, cái này là ngày xưa Đồng Thanh Tâm ngày xưa khi mới thi vô trường âm nhạc thôi và mới trở thành một ca sĩ triển vọng của trung tâm thanh nhạc của thầy Hoài Nam. Thì Đồng Thanh Tâm lọt trong top 8 ca sĩ triển vọng của trung tâm. Thì học được một thời gian học nhảy, học ca, học hát, học thanh nhạc, học sướng âm, học sáng tác, học đàn. Tâm học nhiều thứ lắm.
học nhiều thứ, bắt đầu được chọn là chồng là một trong 8 người ca sĩ 35 năm trước anh với Nghĩa Sữa cũng giống vậy đó, tướng tá đẹp vậy đó. Vậy đó hả? Mà trời, sau một thời gian 35 năm sau cũng được mà, cũng đâu đến nổi đâu. Không, Nghĩa nó khóc kìa. À, tại cái clip này là Đồng Thanh Tâm được một bạn ekip trong cái vũ đoàn đó đó. Thì vũ đoàn 1-2-3 ngày xưa đó do trưởng nhóm là em Trường, tên biệt danh là Bi, đã dàn dựng cho Đồng Thanh Tâm và mọi người nhảy rất là sung, rất là dễ thương. Chỉ có một ngày tập luyện thôi thì cũng rất là vui trong chương trình đó, được mọi người yêu dồn xa giống lúc mà Châu Nhuận Phát lúc trẻ ghê ta. Phải không anh? Ừ, hả Nghĩa hả? Ngày hôm đó, ngày hôm đó. Trời ơi, Châu Nhuận Trường. Ủa, một có nghệ danh đó luôn hả? Thôi quá hả? Đồng Thanh Tâm chào Kenby Hoàng Hiếu, Sáu Lợi, Lily Lê, Văn Võ nè. Chào chị Hai, hay anh Hai gì đây. Chào Bùi Tiết Nhung cũng đang xem chương trình. Mọi người rất hiếm thấy được Đồng Thanh Tâm của Đồng Thanh Tâm xin bật mí luôn nha, của 10 năm về trước. Đây là Đồng Thanh Tâm của 10 năm về trước. Thì câu trả lời cho cái câu đố của Đồng Thanh Tâm đó là hai tấm hình chụp vào năm nào đó. Thì Đồng Thanh Tâm bật mí luôn là quý vị đang xem cái clip này là hình ảnh của Đồng Thanh Tâm của 10 năm về trước đang theo dòng nhạc trẻ và một cái đêm biểu diễn tại nhà hát Bến Thành, quận nhất của Sài Gòn mình. Cách đây 10 năm rồi, một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Ngày hôm đó thì chính xác Đồng Thanh Tâm nhớ luôn là ngày 22 tháng 12 của năm 2009, cách đây cũng khoảng gần 10 năm rồi quý vị nha. Thì Đồng Thanh Tâm xin chúc mừng tất cả những bạn bè thân hữu, anh chị em nào trên Facebook đã đón đúng vào năm 2009. Nếu mà quý vị nào đón năm 2009 thì đúng, tại vì năm đó là mình đón Giáng sinh 2009, cho nên nó chưa qua 2010, cho nên là ai đón 2010 và tất cả những năm khác thì không có đúng nha. Và cũng cảm ơn mọi người đã chơi một cái bài vui cùng Đồng Thanh Tâm, một cái câu đố vui để mọi người tương tác với nhau qua Facebook. Và những ai đón đúng thì cũng sẽ được nhận quà nha quý vị nha. Đó, hình ảnh của Đồng Thanh Tâm 10 năm về trước khác hoàn toàn với một hoàng tử bolero, hát nhạc bolero chỉnh chu với những bộ đồ veston, với những cái nơ hay là với những bộ trang phục áo dài để hát Phật giáo ở các ngôi chùa. Quý vị sẽ thấy rất là lạ đúng không? Cách đây 10 năm rồi. Đó, rất là lạ. Trong một chương trình rất là lạ mà Đồng Thanh Tâm cũng cảm ơn cái clip này của một người em đã lưu trữ lại giùm Đồng Thanh Tâm để có một cái chương trình rất là vui để gửi đến quý vị. Hình ảnh của Đồng Thanh Tâm của 10 năm về trước nha quý vị. Và câu trả lời là tháng 12 của năm 2009 thì câu trả lời chính xác là năm 2009 nha. Nếu các bạn, các anh chị em nào trên Facebook đón 2009 thì quý vị sẽ đón đúng. Thì Đồng Tâm xin phép đọc lên tên những người đã đón đúng trong chương trình đó là chúc mừng Kim Anh Võ nè. Facebook có tên là Kim Anh Võ, Nicky Vân, Phương Thảo Nguyễn, Ken Lee, rồi Victoria Nguyễn, Annie Nguyễn và anh Mã Thanh Hải. Anh Mã Thanh Hải. Đó là những người trên Facebook, những người bạn bè trên Facebook của Đồng Thanh Tâm đã đón đúng hai tấm ảnh của Đồng Thanh Tâm chụp đó là vào năm 2009 nha. Cách đây cũng gần 10 năm rồi. Và bây giờ Đồng Thanh Tâm không còn hát cái dòng nhạc nhảy nhảy nhót nhót kiểu Hàn Quốc đó nữa. Bây giờ chuyển qua hát bolero và hát Phật giáo thôi. Đó, cho nên là cũng vui nha quý vị nha. Rồi lần sau Đồng Thanh Tâm sẽ tiếp tục gửi những tấm ảnh ngày xưa để cho quý vị tiếp tục đón vui. Rồi những bạn mà Đồng Thanh Tâm đọc tên đó thì phần quà của chương trình Rishita Bihaku sẽ là một chai sữa rửa mặt nha. Chỉ giá là 58 đô la cho những ai đón đúng hai tấm hình của Tâm chụp vào năm 2009. Quý vị có thể liên lạc với Đồng Thanh Tâm và đến ngay showroom để tham quan cũng như là sẽ nhận quà tại showroom của Rishita nha. Showroom thì có tại là 9361 Bosa Avenue nha. Gần Phước Lộc Thọ và trong khu nhà hàng Song Long đó, liên lạc với Đồng Thanh Tâm lại tại showroom thì Đồng Thanh Tâm sẽ gửi tặng cho quý vị những món quà nha. Còn những bạn bè thân hữu trên Facebook đón đúng nhưng mà không có vô trong Facebook comment đó thì Đồng Thanh Tâm sẽ liên lạc sau và sẽ tặng quà sau nha. Rồi hôm nay không biết mọi người có yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát bài gì không, Đồng Thanh Tâm để kiểm tra coi nè. Rồi bolero. Lúc nào lên chương trình âm nhạc làm đẹp cũng được yêu cầu hát bài này hết trơn á. Cho nên là cũng phải hát thôi. Khán giả là Thúy Nguyễn nè, yêu cầu bài Tương Tư Nàng Ca Sĩ nữa. Rồi, trước khi hát bài Tương Tư Nàng Ca Sĩ để cho khán giả Thúy Nguyễn yêu cầu thì có một
khán giả yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát một cái đoạn trong cái clip mà hồi nãy phát lên cách đây 10 năm rồi. Rồi Đồng Thanh Tâm cũng sẽ hát chay đi. Hát chay thì bài nhạc trẻ là bài đó đó anh, cho nên là anh sửa không khó đánh bài đó lắm. Đồng Thanh Tâm sẽ hát chay vài câu trong cái bài Người Nhớ Người Quên mà quý vị đang xem đó cách đây 10 năm rồi nha. Để Đồng Thanh Tâm nhớ lại coi 10 năm rồi không có hát bây giờ hát bolero với Phật giáo không à. Rồi Đồng Thanh Tâm hát vài câu chay cho quý vị nghe. Từng ngày lặng lẽ anh ngồi đây đợi chờ một người về, nghe như mùa đông đang về trong con tim anh đơn côi. Tình mình như tuyết rơi khi người ra đi chẳng về, yêu thương còn chi nữa đã lỡ cuộc tình rồi. Nó vậy đó anh. Nay em ra đi yêu thương chia ly tình còn chi, tình còn chi hỡi em. Nay em xa xôi cho đời ta chia đôi người nhớ thương gì. Người hỡi người còn nhớ ngày hằng hơ quên nhau bao nồng say. Lặng lẽ lòng thầm trách người vội vã quên công yêu thương ngày xưa. Tình vút bay rồi. Dẫu sao vẫn biết trong tim không quên được em, mới xinh tươi như hoa dạng người. Này hỡi em yêu ơi em đây đâu, em có hay anh cũng đâu, đây đây nhớ em nhiều. Lâu quá không nhớ lời. Rồi nó đại khái nó là như vậy. Đại khái cái bài nó lạ như vậy đó. Nếu mà quý vị nào muốn nghe lại cái bài hát này của Đồng Thanh Tâm lúc 10 năm về trước thì quý vị có thể lên trên Zing, cái trang Zing MP3 nha. Zing MP3 ở bên Việt Nam đó. Bên đây mình cũng có thể nghe được. Đánh cái bài là Người Nhớ Người Quên. Người Nhớ Người Quên thì nghe được cái bài này của Đồng Thanh Tâm lúc 10 năm về trước. Của mua của nhạc sĩ nào Nguyễn Hậu, đúng rồi, của anh Nguyễn Hậu. Cái bài này rất là lạ nha, vì giai điệu rất là lạ. Nó vậy đó. Đó, cũng được cô Hoa Siêu Thái khen rất là hay nè. Rồi chào chị Nguyễn Thị Bông nè, chào em ca sĩ Lâm Trấn Kiệt cũng đang xem, chào Minh An, Ngọc Mai. Rồi bây giờ hát cho quý vị nghe bài Bolero nha. Rồi gửi tặng quý vị một bài hát mà lúc nào cũng được yêu cầu khi lên sóng nha. Nghe hoài không chán. Rồi cảm ơn nha. Gặp em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngột em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài, cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em coi lấy chồng như người ta hát lá diều bông, như người ta trách lá diều bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ? Đành ngậm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngậm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Cảm ơn anh Sữa. Dễ thương quá. Cái bài này thì nó có giai điệu, nó cũng nó sao sao anh? Anh Châu có nhận nó xét gì không? Nó cũng giống như nhạc hoa mà. Dạ, nhạc hoa cho chuyển lời phải không? Dạ nhạc đó. Hoa thành ra nó
Why me? Đó. Why me? Rồi anh Châu có ngẫu hứng ra cái bài nào nó na ná nhạc Hoa không? Để mình hát không? Tặng cho mọi người. Anh ngoài hát nhạc Việt, nhạc Hoa, nhạc Hồng Quảng ra anh hát được nhạc Campuchia không anh? Bolero cũng mừng. Bolero hát cái gì mừng em? Hát Campuchia được không? Hồi xưa anh thích cái bài Dắt Dắt Phúng Cá Xuyên à. Dạ. Dắt phúng cá xuyên, dắt xuyên quan chia, dắt côi xuyên, trà tích hú côi nhuê. Đình ngõ phai quay, xăm lùi muôn xuyên héo nghi. Dầu hiền nàn bị hôn bắt hay trung phung tịch duy. Mấy cái bài này rất là hay. Như bài Qua, hồi xưa bài Qua thì Tuấn Châu rất là thích chị Mỹ Lan. Lúc đó ở bên Hương miền Nam thì chị Mỹ Lan có ca bài Qua. Lúc đó Tuấn Châu cũng thuộc, nhưng mà lâu quá rồi không có thuộc. Rồi bây giờ hát bài nào lạ lạ đi anh. Hay là muốn ca tiếng Miên. Ca tiếng Miên đi. Tiếng Miên. Thử tiếng Miên đi. Thử tiếng Miên à. À xỉ à. Thử tiếng Miên rồi. Chú cho con một tiếng Miên. Chú ca con ca cây rút rơ khai lừ. Bày mở khoái ở khờ mên. Nhưng mà gốc là gốc Ấn Độ mới ghê chứ. Chắc phải học tiếng Ấn Độ. Chịu không nổi với anh Châu luôn quý vị ơi. Anh hát cái gì? Thôi bây giờ để trở lại chương trình với cái bộ môn mà Tuấn Châu lúc từ nhỏ tới giờ thì đeo giá chót cũng gần 40 năm trời. Đó là bộ môn cổ nhạc. Tuấn Châu sẽ gửi đến một bài rất là quen, đó là trong cái vở Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Dạ. Lớp Phụng Hoàng. Đó. Tuấn Châu mong Nghĩa có thể nhấn dây đào chút xíu rồi hãy vô Phụng Hoàng. Đó. Rồi quý vị nghe anh Châu hát đúng với sở trường của anh Châu nha. Bộ môn sở trường, còn nãy giờ anh ấy quậy cho nó vui chương trình lên thôi. Đó. Còn bây giờ mới đúng sở trường của anh Tuấn Châu, đó là những cái giai điệu cổ nhạc nghe quý vị nha. Cải lương. Đào. Quý vị nghe giai điệu Phụng Hoàng nha quý vị nha. Tờ giấy chấm. Tờ giấy chấm còn rần rần với những dòng chữ. Kính gửi ông cò bằng thanh tra mật thám. Trời ơi, như vậy là Nhung đã hại tôi rồi. Như vậy là Nhung đã tố cáo tôi với nhà chức trách. Nhung ơi xem nỡ đành ra đi khi con Thu nó vừa lớn 2 tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng mà chúng chẳng sẽ từng tháng từng ngày.
từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì suốt một đời mang chỉ tội cho con khờ, nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Nhung ơi, rồi ai dài dỗ nâng niu, ai chăm sóc dỗ về khi tiếng kêu la trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ, cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, ông gây chi tham tràn để khổ lòng tôi khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông trôi cho định số an bài. Buồn hay quá anh ơi, buồn quá. À, quý vị nghe hôm nay là nghe rất là nhiều cùng bậc cảm xúc từ nhạc, từ cổ nhạc, từ những bài vui anh Châu đã đem đến cho chương trình rất là sinh động, cũng như những cái bài hát thật là ý nghĩa, thật là hay. Mà Đồng Tâm ngồi cạnh anh Châu á, thấy ảnh mặc dù ảnh đeo kiến, thật sự là ảnh đeo kiến, quý vị biết để làm gì không? Để che đi những giọt cảm xúc của người nghệ sĩ. À, không giấu được Đồng Thanh Tâm thì Đồng Tâm quan thật sát sự, rất là kỹ. Đối với những cái tuồng cải lương á, khi mình hát một cái bài nào á, nó sẽ có thể mình, nếu mà trong nghề lâu năm, mình có thể mình nhập tâm với cái chương trình, với cái nhân vật đó. Cải lương nó hơi khó hơn, vì vậy mà thành ra có nhiều người người ta có thể đi đến với chương trình cải lương nó hơi khó. Có thể khi mình hát live, mình diễn, mình nội tâm, đó là với cái nghề nghiệp của mình. Dù sao mình trải nghiệm cũng phải là trên 3-40 năm, 20-30 năm. Từ một thằng quân, anh Châu cũng là rất là nói thẳng là từ khi mà đi vô cái ngành hát bên Việt Nam em đã biết rồi, nghĩa là đây là nhà nghề nè. Bên gia đình nghĩa là nhà nghề của đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Tuồng cổ nó còn khó hơn gấp mấy cái chương trình của bên tân nhạc, bên cổ nhạc. Bên cổ nhạc mà khi mà hát xã hội thì nó khác. Tuồng cổ nó phải cần mắt tai lỗ tai rồi múa, thành ra nó khó lắm. Bởi vì khi mà vô cái ngành đó nó nhập tâm á, làm gì làm hát nhạc anh rất là khỏe. Đi với chị Mai Lê Quyền, anh Tuấn Châu đi với Mai Lê Quyền hát, chỉ cầm bộ đồ lính thì đi hát rất là nhiều. Nhưng mà vẫn nhớ cái nghề cái kia cực lắm. Đi một lần một vali về một cái tuần bộ cổ, đồ cổ phải gửi. Nhưng mà nó là nghề của mình mấy chục năm rồi. Thành ra Tuấn Châu muốn mong khi mà làm chương trình cũng vậy, Tuấn Châu mong quý vị khán giả có thể thương mến cải lương, đi ủng hộ cải lương để cho những người làm chương trình nói chung đừng bị lỗ. Cái đó là câu thật lòng đó, thật lòng. Cũng thật sự mà nói thì những người gạo cội nhà nghề như là anh Tuấn Châu mà nuôi giữ một cái giống như là một cái di sản, đúng không? Cái bộ một cái nghệ thuật bộ cải lương, nó là một cái bộ môn mà được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể. Mà nếu mà chúng ta ở những cái đất nước mà không phải là đất nước quê hương của chúng ta mà chúng ta vẫn lưu giữ được thì đó là một cái điều mà rất là hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Hy vọng là những thế hệ trẻ sau này vẫn yêu thích cái bộ môn cải lương và trân trọng những cái gì mà ông bà ngày xưa chúng ta, tổ thầy chúng ta đã để lại. Mà Đồng Thanh Tâm vẫn là một người ca sĩ tân nhạc và vẫn muốn học những cái bộ môn này.
cho nên là vẫn mon men lên chương trình Cổ Nhạc Phương Nam rất là nhiều để học hỏi, và cũng đã góp một vài câu, một vài điệu trong đó thì đi diễn ở các tiểu bang. Đồng dạ. Tâm hát cổ nhạc rất là hay. Nhưng mà nhịp nhàng không ấy thôi. Dạ. Đúng là dân miền Tây của mình. Khá nhịp nhàng thì thật sự em dạ. có thể em học thêm chút xíu cái nhịp em đã nó đã có sẵn rồi. Dạ. Thì nó sẽ dễ hơn. Dạ. Thôi thì lâu rồi mới có dịp ngồi cùng anh Châu, giờ mình hát một cái Đồng Văn Tâm sẽ hát một cái điệu trong cái bài Sân Ga Chỉ Có Một Người, nhưng mà chỉ hát cái điệu thôi. Cái điệu đó là cái gì nè? Cái gì nó là giọng Kim Lan đúng giọng không Kim ta? Lan giọng... Và hình như cái bài này Đồng Văn Tâm cũng đã hát một lần trên Cổ Nhạc Phương Nam, và hôm nay có ngồi anh Châu đây thì hát lại quý vị, cho quý vị nghe một cái giai điệu trong giọng Kim Lan nha. Hát giọng Kim Lan thôi chứ không vô giọng cổ, để cho nó vui vui chút xíu. Rồi Đồng Thanh Tâm chào tất cả mọi người đang vào trong chương trình của Đồng Thanh Tâm, đang vào trong Facebook xem nha. Rất là nhiều người cho nên nhiều khi Đồng Thanh Tâm nó xuống dưới, Đồng Thanh Tâm lướt, không có chào được mọi người. Cho nên là mọi người thông cảm nha, xem chương trình và thông cảm dùng Đồng Thanh Tâm, có yêu cầu gì thì nhắn tin riêng cho Đồng Thanh Tâm nha. Rồi bây giờ Đồng Thanh Tâm sẽ hát cho vị nghe nha. Một cái điệu mà Đồng Thanh Tâm rất là thích, rất là yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương luôn. Rồi sẽ gắng học anh Châu trong thời gian nữa. Siêu Thái khen là anh Châu hát giọng cổ là hay quá, nghe đã lắm đó. Cô Hoa Siêu Thái ở New York. Dạ. Đêm xuống trên sân ga sương cuối thu lạnh lùng, nghe dắt đưa xa xa hồi côi tàu lẫn trong ngàn cây. Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây. Cầm đàn ta ngồi xó từng cung phiếm tiếng tao buồn, từng cung ngại quán gửi ai đây. Gió lay lá rung xác xào trời lạnh lùng thắt xe hồn ai. Sương thấm trên đôi vai mà người tình vẫn chưa về đây. Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người, trăng đêm ta ngồi mong ai. Một mình ngồi ngoài sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa. Cái giai điệu này Đồng Tâm rất là thích cái giai điệu này. Bên giai điệu này thì có cái giọng Kim Lan nè. Dạ. Đoạn khúc Lâm Giang nè. Dạ. Mà phối vô nhạc cũng như Nghĩa để vô cái nó thấy nó đã làm sao sôi 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 sao không. Tôi cho cũng hôm nay thì có dịp dạ. em gái, một đứa em gái là con của cô Trương, đó là bé Ti. Bé Ti lâu lắm rồi á không có liên lạc với anh Châu. Hôm nay thì anh lên chương trình của Đồng Thanh Tâm. Dạ. Bên chương trình âm nhạc và làm đẹp dạ. thì có Ti chắc cũng ó đờ mua ủng hộ anh Đồng Thanh Tâm ha. Dạ. Lâu lắm rồi không gặp em mà em nói lâu lắm rồi mới nghe anh Châu ca tiếng miên muốn té ghế luôn. Hello cưng. Rồi còn ai nữa không anh? Đó tiếp tục còn ai nhắn cái gì nữa không? Đang đọc lên vô tư chưa. Có một bé Ti làm dạ. đứa em gái cũng lâu lắm rồi mới dạ. gặp lại rồi. Rồi, Đồng Thanh Tâm cảm ơn những sự theo dõi và đồng hành của quý vị rất là nhiều. Những lời khen, những trái tim của quý vị trong hai anh em ngày hôm nay đã ca cho quý vị nghe rất là nhiều. Thôi bây giờ để cho Tuấn Châu ca nữa bài nhạc vui chút xíu đi. Dạ pha. Đó, rồi đúng rồi, phải vui vui trước khi chào chương trình anh. Pha. Đám cưới nhà binh. Đám cưới nhà binh. Cho nó vui ha. Dạ rồi, cho nó vui vui đi anh. Cái bài này của phải giống như chú Hùng Cường ngày xưa không anh? Đó là hả? Chút Đàn trai của anh sẽ rước xe tăng tàu bay, đám cưới của ta linh đình biết mấy. Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang, tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng.
nhà đơn vì anh sẽ đón cô dâu thật xinh, nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng. Một nàng tiên trong giang học sinh, cười duyên lính chiến binh đa tình, người ánh mắt thế xuân thanh bình, một nụ cười xinh xinh mang trong tim tình yêu thương lính. Rồi sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui trăng mật đậm đà. Nhà đơn vì anh bên suối trăng hoa thật xinh, trời mây một nẻo duyên của bọn mình. Nhà đơn vì anh bên suối trăng hoa thật xinh, trời mây một nẻo duyên của bọn mình. Cảm ơn rất là nhiều. Hay với có nghĩa sữa thì hay nói lên nói tông là quất liền sướng cái chỗ đó đó. Mà được một khán giả yêu cầu hát bài 100%. Được không anh với em luôn. Đó mừng luôn, rồi mừng chơi luôn. Bây giờ thì Đồng Tâm giới thiệu quý vị đang xem chương trình cùng với Đồng Thanh Tâm, và nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay là nghệ sĩ Tuấn Châu trong chương trình Âm nhạc và Làm đẹp cùng với Đồng Thanh Tâm. Làm đẹp thì Đồng Tâm giới thiệu vị rồi, cái sản phẩm mà trong thời gian qua vị đã yêu thích rất nhiều đó là Richita Bihaku, một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản nha quý vị. Có mọi yêu cầu hay là thắc mắc tư vấn gì về sản phẩm thì quý vị hãy gọi cho Đồng Tâm qua số điện thoại 7145953228, 7149144242, hoặc quý vị vào trong trang nhà www.richita.us. Richita.us, quý vị tìm hiểu mọi thông tin chi tiết trên đó quý vị nha. Còn quý vị nào muốn đến trực tiếp showroom của Richita tại Nam Cali thì quý vị hãy đến với địa chỉ 9361 Bosa Avenue, Squid 203, Westminster, California 92683, gần Phước Lộc Thọ và trong khu nhà hàng Song Long nha quý vị. Trong khu nhà hàng Song Long đó, quý vị đến đó gọi cho Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm sẽ gặp quý vị tại showroom. Quý vị có thể thử sample trực tiếp lên da của mình ngay tại showroom, và quý vị mua sắm tại showroom luôn quý vị nhé. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể order sản phẩm, nếu quý vị ở xa, công ty của chúng tôi có chương trình free shipping toàn quốc Hoa Kỳ cho quý vị. Cho nên quý vị yên tâm, bất cứ quý vị ở đâu liên lạc với chúng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho quý vị nha. Chương trình promotion là 3 mua 3 lọ tặng 1, mua chọn 1 set cũng được tặng 1 viên uống trắng da trị nám quý vị nha. Đó, những cái promotion quý vị đang thấy trên màn hình đó chỉ có trong giờ live của Đồng Thanh Tâm thôi, cho nên là quý vị có nhu cầu thì hãy liên lạc với Đồng Thanh Tâm 7145953228. Rồi, chào tất cả mọi người đang vào chậm nha, chào hết mọi người, hẹn quý vị tuần sau sẽ chương trình sẽ sớm hơn tí xíu hen. Rồi bây giờ anh em mình 100% không? 100%. Rồi, 100%. Em thuộc giấy vàng. Rồi, anh em ta soi đậm bài này. Yeah. Một trăm em ơi chiều nay 100%, một trăm em ơi chiều nay 100%. Người yêu anh ơi giờ đây đã cắm trại rồi, nào đâu nào biết tâm tư đời linh, lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau với em tâm tình. Xin em nhớ cho rằng đời linh trước được đâu, và dấu lính hay đã tình nhân, mãi mãi chỉ yêu là yêu một người, một người mà thôi, và yêu trọn đời. Một khi về phép anh xin dành, cho riêng em đó. 100 em ơi chiều nay 100%, 100 em ơi chiều nay 100%. Này nếu yêu ơi vì anh là lính chung tình, đừng ghen và nhớ em đừng hờn dỗi. Chiều nay không em thấy yêu em nhiều hơn, cớ sao em buồn. Chiều nay không em nhớ thương em nhiều hơn, cớ sao ta lại. Yeah.
Rồi vô, vô giọng cổ luôn anh. Cái này giống vô giọng cổ đó. Hết rồi. Phải đổi tông. À, đổi tông bắn lên cái giống như vô giọng cổ luôn quý vị ơi. Đó. Thì cho Thuận nha. Ba ơi. Son nè. Ba lần có lăn con về của ngô. Ba ơi, ngó nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng nó không còn cái nghĩa lý gì nên. Thì ba cứ lễ mặc cho lo ly làm lễ cho sung sướng sang giàu. Ba lãnh nó làm chi cho sung sướng còn phải chịu ly ngại tù. Trời ơi nó chậm quá. Ngày mà Thuận còn ngánh da chay nghèo khổ, Thuận không có nhiều tiền bắt con vợ lẹp là thủy chung chứ ba. Cái nghĩa của Thuận lâu bằng cái biệt thự thao sang. Trời ơi nó lờn cái gì mà nó chậm. Làm lại. Thì ba cứ lễ mặc cho nó ly làm lễ cho sung sướng sang giàu. Ba đánh nó làm chi cho sung sướng còn chịu lấy ngày tù. Ngày mà Thuận còn anh gia trai nghèo khổ, Thuận không có nhiều tiền bắt con vợ đẹp lớn thủy chung chứ ba. Cái nghĩa của Thuận lâu bằng cái tiệc thị cao sang. Thuận thiên về mà không có biết làm giàu cho gì. Thì nghĩa của Thuận lâu bằng mấy sắp dây lâu la. Lo chẳng có thi chung nhưng có tài quyết gì. Trời, lần như vậy ca mới xiên chứ. Lần cái hồi nãy là chậm quá mà chạy hoài không tới à. Xin cảm ơn rất là nhiều. Tôi cho cũng rất là cảm ơn Đồng Thanh Tâm, cùng với cảm ơn chú Nghĩa Sữa có mặt trong cái buổi chương trình Âm nhạc và làm đẹp. Và giờ đây thì chương trình thì chúng ta hôm nay cũng dài hơn tí xíu so với mọi ngày. Nhưng mà đặc biệt tại hôm nay chúng ta phải thưởng thức rất là nhiều những cái lời ca tiếng hát rất là đặc biệt mà không thể kiếm được một nghệ sĩ thứ hai giống như anh Tuấn Châu đâu. Này là Đồng Thanh Tâm nói thiệt luôn. Rất là nhiều người không thể mà hát được nhiều thể loại mà vui mà biến tấu đủ thứ như anh Tuấn Châu. Chỉ có mình Tuấn Châu thôi. Chỉ có mình phá dối cộng đồng là ngọ à. Và chúng ta sẽ gặp lại anh Tuấn Châu vào những dịp khác nữa. Chúng ta gặp nhau trong những lần sau nha. Rất là tiếc phải nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào. Chào. Tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm trắng da trị nám cao cấp đến từ Nhật Bản, Richita Bihaku, an toàn, hiệu quả và chất lượng. Với viên thuốc trắng da trị nám Beautiful Skin Supplement cùng với bộ mỹ phẩm trắng da trị nám cao cấp được điều chế hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Viên thuốc trắng da trị nám Richita được điều chế với các thành phần chính: hợp chất L-citrulline kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, orange fruit extract, pineapple fruit extract cùng với nhóm vitamin B. Mỹ phẩm trắng da trị nám Richita được điều chế từ các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất organ extract, thai extract, chiết xuất trái cây Murasaki, chiết xuất kiwi, hợp chất arbutin và yeast extract kết hợp cùng với hai loại hợp chất vitamin C, giúp dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da, nuôi dưỡng tế bào gốc trong da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám và tàn nhang trên da, duy trì sức khỏe của da dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku được nhà sản xuất Nhật Bản chuyên dòng sản phẩm trắng da trị nám tại Hirakata City Osaka Prefecture, điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Richita Bihaku có trụ sở chính tại Hoa Kỳ tiểu bang Georgia.
Nhà máy sản xuất của chúng tôi được thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shi, Kyotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Chuku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm của nhà máy chúng tôi được bày bán khắp nơi trên toàn nước Nhật, bao gồm các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Fukuoka. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Vichita Vihaku sản xuất tại Nhật Bản đã có mặt tại Hoa Kỳ, được đăng ký và tuân thủ các quy định của FDA Food and Drug Administration. Hoàn toàn đều là dược thảo thiên nhiên. Tuy nhiên mình vẫn phải tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ để mình có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chúng tôi cần nhiều đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam cùng đồng hành với thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Vichita Vihaku sản xuất tại Nhật Bản. Xin liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Và để biết thêm chi tiết trở thành đại lý Vichita Vihaku, xin liên lạc CEO Thùy Trang tại 714-914-4242 hoặc 770-298-6692.